Bạn không thể nào tưởng tượng được có những thứ trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội thời buổi này kỳ quái đến mức nào đâu. Một quả trứng được 80 triệu like, một nick Facebook đăng toàn ảnh chụp bàn chân mà được những 200.000 followers và một tài khoản Instagram chỉ đăng ảnh mèo với đồ ăn cũng nhận về hàng trăm nghìn lượt thả tim. Tài khoản Instagram Namino chuyên đăng tải những bức hình chụp ảnh hai chú mèo đang ngồi nhìn chủ ăn cơm. Có vậy thôi mà cũng gây bão mạng xã hội. Hiện Namino đã đạt 132.000 followers. Sau khi được một fanpage cộng đồng lớn trên Facebook lăng xê, hai chú mèo này càng trở nên nổi tiếng hơn. Hai chú mèo tên là Okome, tức là gạo, và Hachi, tức là số 8. Chúng là mèo cưng của một cặp đôi người Nhật đang sinh sống tại Tokyo. Mỗi ngày, nhiệm vụ của Okome và Hachi là ăn và ngủ. Đến bữa thì sẽ ra chụp ảnh với bữa ăn của hai con sen, rồi thôi. Ấy vậy mà cả hai đã thu hút về hàng trăm nghìn lượt thả tim của các followers đó nha. Tuy hai hoàng thượng là nhân vật chính của tài khoản Instagram, nhưng spotlight trong các bức ảnh lại thuộc về bữa ăn của cặp đôi con sen. Hầu hết các bữa ăn đều có là những món ăn Nhật được chế biến bày biện cầu kỳ, đẹp mắt. Đôi khi có cả những món ăn xuất xứ từ châu Âu và một số nước châu Á khác. Chính sự đầu tư, chỉn chu trong các món ăn của cặp con sen đã khiến cho người xem chú ý hơn. Mỗi ngày đều có hàng trăm bình luận tò mò xem cặp đôi này sẽ ăn gì.